Bán hàng là khiến khách hàng mang nợ, bạn hãy phục vụ hơn mức mong đợi nhé. Nếu như bạn bán hàng cho khách hàng chỉ một lần và họ không quay lại, thì bạn chưa phải là người bán hàng thành công. Người bán hàng giỏi là người biết cách khiến cho khách hàng quay lại mua hàng của bạn một lần nữa, hoặc ít nhất là giới thiệu người khác cho bạn. Bạn muốn làm được điều này không? Hãy xem hết video này nhé. Có một anh thợ sửa máy lạnh sau khi vệ sinh máy lạnh xong cho khách hàng nọ. Anh đã hỏi chủ nhà đồ lau nhà ở đâu để anh ấy lau chùi cẩn thận khu vực mà mình vừa vệ sinh. Sau khi lau chùi xong, anh ấy nhân tiện lau luôn cả phòng khách của chủ nhà. Lúc bước ra, anh ấy nhìn thấy chiếc rèm cửa của chủ nhà bị rơi. Anh ấy xin phép chủ nhà đóng lại chiếc rèm ấy trước khi ra về. Anh thợ cẩn thận trao danh thiếp cho chủ nhà và nói: nếu máy lạnh anh có trục trặc gì, anh cứ gọi cho em nhé. Kể từ đó, vị chủ nhà này đã trở thành khách hàng trung thành của anh thợ này mà không ai có thể tiếp cận được nữa. Có một tiệm spa dành cho nam giới, khi khách hàng bước vào bên trong luôn phải thay đôi dép dành riêng cho spa. Rất nhiều khách hàng sau khi làm xong dịch vụ bước ra, họ mang lại đôi giày của mình thì bất ngờ vì đôi giày của mình bóng loáng như là mới mua vậy. Hóa ra thì khách hàng cởi giày dép ra thì được nhân viên đánh sạch bóng đôi giày của họ. Có một tiệm salon tóc, trong khi khách hàng đang làm nhiệm vụ thì được nhân viên đến xin phép được rửa chiếc xe của khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý sau khi xong dịch vụ thì khách hàng không chỉ có một mái tóc đẹp mà còn có chiếc xe sạch sẽ để đi. Về tất cả những điều này, tôi gọi là dịch vụ mang lại món nợ ân tình. Tôi tin rằng ngoài những câu chuyện trên, bạn đều có thể nghĩ ra một hoặc nhiều điều nào đó để khiến cho khách hàng bất ngờ và có cảm giác áy náy khi mang nợ bạn. Bạn có thể tặng họ một chiếc áo mưa khi trời chuyển, bạn lau chiếc yên xe và cúi chào khách hàng khi họ bước ra. Bạn có thể tặng cây kẹo cho những đứa trẻ đi theo bố mẹ, một tin nhắn nhắc nhở khách hàng đi lại cẩn thận vào đầu mùa mưa, hay đơn giản chỉ là một nụ cười thật tươi và cảm ơn dù khách hàng không hề mua hàng. Hãy nhớ, khi bạn gieo những món nợ này thì khách hàng dù không mua, họ vẫn sẽ khó ngủ vì có cảm giác mang nợ bạn rồi đó, và rồi họ sẽ quay trở lại để trả nợ ân tình này cho bạn. Chúc bạn thành công!